Đây quê hương tôi, đùi đôi vẫn bao đời, hiên ngang đứng đó với sóng gió biển khơi. Dòng đã đổ em trôi, thân thương bao kỷ niệm mang theo tuổi thơ tôi trong tiếng ru à ơi. Biển thủy mênh mông, sáng đẹp tình quê hương, ta đi trong tiếng hát, ta đi theo ngọn cờ từ Kim Sơn Tân Phong, từ mùa thu đứng dậy. Truyền thống xưa còn đây, dục bước ta đi lên với sông núi ngàn năm, xây quê hương rạng rỡ. Biển thủy vẫn vương, nhớ về người ra đi, bên nhau ta bước tiếp trong câu ca tự hào, vượt qua muôn gian lao bằng tình yêu bất tận. Truyền thống xưa còn đây, người sáng hương trung kiên với sông núi ngàn năm, biển thủy yêu thương của tôi. Hôm nay chúng ta gặp mặt kỷ niệm 45 năm ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và mừng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot ngày 7 tháng 1 năm 1979, ngày 7 tháng 1 năm 2024. Những người lính năm xưa đã hoàn thành nhiệm vụ về với đời thường hôm nay vẫn luôn tự hào giữ vững phẩm chất, phát huy truyền thống tốt đẹp của quân đội Việt Nam anh hùng, mãi mãi xứng danh là bộ đội Cụ Hồ. Gặp lại nhau tràn đầy những kỷ niệm, nhớ về đồng đội một thời khói lửa, trận mạc nơi chiến trường, xúc động bùi ngùi đếm lại từng người, người còn, người mất. Hôm nay ta gặp lại nhau, nghĩa tình người lính trước sau vẹn tròn, tình đồng đội đỏ như son, vui buồn chia sẻ vẫn còn có nhau. Kính thưa các đồng chí đại biểu, người lính Cụ Hồ luôn giữ tròn nghĩa non sông, vẹn tình đồng đội. Tôi xin trân trọng kính mời các vị đại biểu và các đồng chí đứng dậy với tư thế nghiêm trang nhất để dành phút tưởng niệm tới cố đại tướng Võ Nguyên Giáp và các đồng chí liệt sĩ. Để tưởng nhớ tới vị đại tướng của nhân dân, vị tổng tư lệnh đầu tiên của quân đội ta, người anh cả của lực lượng vũ trang nhân dân ta và các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu anh dũng hy sinh, hiến dâng trọn cả tuổi thanh xuân và cuộc đời tươi trẻ của mình vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì nhiệm vụ quốc tế cao cả, vì hạnh phúc của nhân dân, và tưởng nhớ tới các đồng chí đồng đội của chúng ta về với đời thường đã từ trần. Phút tưởng niệm bắt đầu. Kính thưa các đồng chí đại biểu, buổi gặp mặt cựu chiến binh mặt trận 479 Campuchia nhằm kết nối đồng đội, ôn lại truyền thống một thời trai trẻ, một thời hào hùng, tiếp bước các thế hệ cha anh với tinh thần sẻ dọc trường sơn đi cứu nước mà lòng khơi thối dậy tương lai, và đánh giá hoạt động của ban liên lạc trong những năm qua về dự buổi gặp mặt truyền thống và kỷ niệm long trọng này. Tôi xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng các đồng chí đại biểu đã về dự. Thật vinh dự chúng ta được đón chào các đồng chí. Đồng chí đại tá Phạm Lương Minh, phó ban liên lạc cựu chiến binh sư đoàn 38 quân tiên phong thành phố Hải Phòng, kiêm phó ban liên lạc cựu chiến binh sư đoàn 38 quân tiên phong huyện Kiến Thụy. Và đồng chí đại tá Phạm Lương Minh cũng là đại biểu trong thường trực ban liên lạc truyền thống của cựu chiến binh mặt trận 479 Campuchia. Tôi xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng đồng chí Trung tá Huỳnh Vũ Ánh, Phó đồn trưởng đồn biên phòng Đoàn Xá đã về dự. Để người chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh.
Tôi xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng ông Đỗ Văn Quân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, đại diện cho Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đoàn Xá đã về dự. Về dự còn có các đại biểu đại diện cho chi hội, hội cho hội cựu chiến binh xã, cùng các vị đại biểu đại diện cho cấp ủy, chi bộ, ban công tác mặt trận thôn Đắc Nộc và chi hội cựu chiến binh của thôn Đắc Nộc cùng về dự, đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Về dự buổi gặp mặt hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu có đồng chí Cao Hữu Nghiệp, Phó Ban Liên lạc và các đồng chí thường trực Ban Liên lạc cựu chiến binh sư đoàn 308 quân Tiên Phong huyện Kiến Thụy về dự. Các đồng chí đại diện cho Hội Hữu nghị Việt Nam Lào huyện Kiến Thụy cùng các chị, các em là phu nhân của các đồng chí đồng đội mặt trận 479 Campuchia có tình cảm tâm huyết với hoạt động của Ban Liên lạc cùng về dự chung vui với chúng ta, và 38 đồng chí trực tiếp tham gia chiến đấu tại mặt trận 479 Campuchia. Các đồng chí là cán bộ khung đưa anh em giao quân cho mặt trận 479 đã về dự đông đủ, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Hôm nay có hai trường hợp rất đặc biệt báo cáo với các đồng chí. Một là có đồng chí và cũng là bác Tạ Duy Miểu, là đồng đội mặt trận 479 Campuchia, năm nay 82 tuổi, nhập ngũ ngày 28 tháng 4 năm 1965 ở đoàn 126 Hải quân của bác Mai Năng, và bác đã trực tiếp chiến đấu giải phóng Campuchia. Hai là đồng chí Ngô Đăng Phạn, thôn Đắc Đồng 1, xã Đoàn Xá, nhập ngũ 1978, trực tiếp tham gia chiến đấu tại chiến trường Campuchia, là thương binh loại 1/4, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Kính thưa các đồng chí đại biểu, với tình cảm trong ngày vui hôm nay, chúng ta rất vui mừng được đón các đoàn đại biểu khách quý về dự đã có nắng hoa tươi thắm chúc mừng buổi gặp mặt truyền thống của chúng ta. Xin trân trọng kính mời đồng chí Nghiêm Danh Hưng và đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, trưởng phó ban liên lạc cựu chiến binh mặt trận 479 Campuchia huyện Kiến Thụy lên nhận hoa chúc mừng của các đoàn đại biểu. Xin kính mời hai đồng chí. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí đại tá Phạm Lương Minh, đại diện cho ban liên lạc cựu chiến binh sư đoàn 38 quân Tiên Phong thành phố Hải Phòng lên trao tặng hoa. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Trung tá Huỳnh Vũ Ánh, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng, đại diện cho lãnh đạo chỉ huy Đồn Biên phòng Đoàn Xá lên tặng hoa. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Cao Hữu Nghiệp, đại diện cho Ban Liên lạc cựu chiến binh sư đoàn 38 quân Tiên Phong huyện Kiến Thụy lên tặng hoa. Vâng, xin cảm ơn Cao Hữu Nghiệp. Tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Đỗ Văn Quân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, đại diện cho Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đoàn Xá lên tặng hoa. Xin kính mời ông. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nghiêm Danh Hưng, trưởng ban liên lạc cựu chiến binh mặt trận 479 Campuchia huyện Kiến Thụy, thay mặt ban liên lạc lên báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của ban liên lạc trong những năm qua và phương hướng hoạt động trong năm tới. Xin kính mời đồng chí. Kính thưa các vị đại biểu đại diện cho các cơ đảng ủy, ủy ban xã Đoàn Xá, hội cựu chiến binh xã và đại diện cho các cơ sở thôn Đắc Lộc 1. Kính thưa các đồng chí đại biểu đại diện cho đồn biên phòng xã Đoàn Xá, kính thưa các đồng chí đại biểu đại diện cho ban liên lạc hội cựu chiến binh sư đoàn 308 huyện Kiến Thụy và hội hữu nghị Việt Nam Lào huyện Kiến Thụy, kính thưa toàn thể các đồng chí đồng đội, lời đầu tiên thay mặt cho thường trực ban liên lạc hội cựu chiến binh mặt trận 479 Campuchia huyện Kiến Thụy xin gửi tới các đồng chí và đại biểu khách quý các cùng toàn thể các đồng chí lời chúc sức khỏe và lời chào.
Kính thưa toàn thể các đồng chí, Ban Liên lạc Hội Cựu chiến binh Mặt trận 479 huyện Quyến Thụy được thành lập vào tháng 8 năm 1997 do đồng chí Phạm Minh Hiếu tổ chức vận động anh em gặp mặt với chủ trương kết nối các đồng chí đồng đội đã từng tham gia chiến đấu ở mặt trận Campuchia đã hoàn thành nhiệm vụ trở về với đời thường, định cư trên địa bàn Kiến Thụy, Dương Kinh, Đồ Sơn thuộc huyện Kiến Thụy cũ, được anh em đồng tình ủng hộ và nhất trí thành lập hội với tinh thần hội tụ anh em đồng đội đoàn kết thống nhất quy định và hoạt động tình nghĩa, thăm hỏi ốm đau hoạn nạn, tang viếng tứ thân phụ mẫu, tang viếng đồng đội và phu nhân của đồng đội, đoàn kết động viên nhau công tác tốt, lao động sản xuất tốt và làm ăn kinh tế giỏi, chấp hành nghiêm mọi chủ trương đường lối chính sách của Đảng và pháp luật nhà nước, động viên nhau luôn phát huy truyền thống tốt của anh bộ đội Cụ Hồ, quân đội và quân đội của nhà Phật, cái tên được nhân dân Campuchia yêu mến trao tặng cho bộ đội Việt Nam đã giúp đỡ Campuchia đánh tan Pol Pot Yen Seri, cứu nhân dân Campuchia thoát khỏi ách diệt chủng của Pol Pot. Lúc đầu anh em tham gia được 22 đồng chí, đến nay có một số đồng chí đã từ trần vì còn lại, và còn lại 14 đồng chí hội viên, có 14 đồng chí là nam và 2 đồng chí là nữ, là vợ của đồng đội chồng mất, nhưng chị em tình nguyện xin tham gia hoạt động tình nghĩa với hội. Kính thưa các đồng chí, các vị đại biểu và toàn thể anh em đồng chí, từ năm 2021 trở về trước, Ban Liên lạc chúng tôi hoạt động kết nối còn nhiều hạn chế, quân số hội viên chưa phát triển được. Đến năm 2022, nhờ kết nối với Ban Liên lạc Cựu chiến binh Sư đoàn 38 Quân Tiên Phong của huyện Kiến Thụy, việc kết nối đồng đội Mặt trận 479 và hoạt động của hội đã được phát triển lên một bước mới. Qua Ban Liên lạc Sư đoàn 38 của huyện, chúng tôi đã kết nối được với các xã, phường thuộc huyện Kiến Thụy xưa và nay. Anh em đồng đội nhiệt tình hưởng ứng, vì vậy đã tạo được kết quả hoạt động mới có quy mô và khí thế như ngày hôm nay. Chúng tôi mong rằng các đồng chí đồng đội nhiệt tình tham gia là hội viên của Ban Liên lạc Mặt trận 479 Campuchia cùng chung tay với Ban Liên lạc tổ chức hoạt động tình nghĩa này càng gắn kết, mang lại hiệu quả thiết thực, có tính giáo dục sâu rộng, lan tỏa trong gia đình đồng đội của chúng ta và cộng đồng xã hội, nên nêu gương sáng, giữ gìn và phát huy truyền thống phẩm chất tốt của anh bộ đội Cụ Hồ. Thay mặt Ban Liên lạc Cựu chiến binh Mặt trận 479 của huyện Kiến Thụy, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các vị đại biểu khách quý và các phu nhân của các đồng đội và toàn thể anh chị em đồng chí đồng đội đã dành thời gian về dự với buổi gặp mặt thường kỳ đầy ý nghĩa này. Xin kính chúc các vị đại biểu và toàn thể các đồng chí mạnh khỏe và hạnh phúc ra và thành công. Xin hết. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, đại diện cho anh em đã tham gia chiến đấu tại chiến trường Campuchia, lên phát biểu tâm tư, tình cảm của người lính chiến đấu ở chiến trường về đời thường luôn gắn bó với các hoạt động truyền thống của hội. Xin kính mời đồng chí. Kính thưa các đồng chí, thay mặt cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân Mặt trận Tổ quốc xã Đoàn Giá, kính thưa các đồng chí, thay mặt cho Đảng, chính quyền
thôn Đắc Lộc 1. Kính thưa các đồng chí, thay mặt cho Ban Liên lạc Cựu chiến binh sư đoàn 38 quân tiên phong, kính thưa các đồng chí trong hội hữu nghị Việt Lào, kính thưa toàn thể anh em cựu chiến binh mặt trận 479, thì qua những phát biểu và tâm tư thực tế hôm nay, anh em chúng ta kỷ niệm 45 năm ngày thành lập mặt giải phóng Campuchia, thì anh em chúng ta lấy tên là anh em cựu chiến binh mặt trận 479, thì anh em ta hồi tưởng lại cách đây 45 năm, anh em ta còn rất trẻ, mỗi anh em một đơn vị, nhưng mà vì sao mang tên 479, chúng ta đã hiểu là qua cái băng vừa rồi, chúng ta hiểu là chiến trường Campuchia cũng vô cùng ác liệt, anh em ta vào chiến đấu, cái sống cái chết kề vai kề nhau. Thế nhưng mà khi tham chiến ở chiến trường Campuchia, anh em ta hiểu có quân đoàn 2, quân đoàn 3, quân đoàn 4 là ba quân đoàn chủ lực của quân đội nhân dân Việt Nam ta, và có quân khu 5, quân khu 7, quân khu 9 chiến đấu Campuchia. Nhưng mà do tình hình biên giới phía Bắc của quân Trung Quốc xâm lược, thì khi giải phóng rồi thì quân đoàn 2, quân đoàn 3 phải rút về biên giới phía Bắc. Thế còn ở lại chiến đấu chiến trường Campuchia của quân khu 5, quân khu 7, quân khu 9 và quân đoàn 4. Thế do tình hình chiến trường, quân khu 5 thì chiến đấu theo mặt về phía Bắc Campuchia, còn mở rộng chiến trường rộng hơn là quân đoàn 4, quân khu 7, quân khu 9. Nên tình hình thiết thực lúc đó đã thành lập mặt trận 479. Chứ còn anh em ta ở lại mỗi người một đơn vị, ở đây thì chỉ có tôi đồng chí Việt là cùng một đơn vị thuộc bộ đội địa phương của tỉnh đội Đồng Tháp và một trung đội biệt lập chiến đấu. Sau khi sáng nhập thành một đại đội pháo 1 chiến đấu trên mặt trận rộng, cuối cùng mới về sư đoàn của quân khu. Nhưng mà tình hình ở chiến trường bây giờ thành lập mặt trận 479, chúng ta anh em ta ở nhớ được gồm quân khu 7, quân khu 9 và quân đoàn 4, thành lập ngày 14 tháng 4 năm 1979, mà thủ phủ của mặt trận 479 đóng ở tỉnh Xiêm Diệp. Anh em ta từng chiến đấu rất trẻ, hôm nay 45 năm về đây, anh em nào cũng tóc bạc rồi, già rồi, nhưng rất mang, lúc nào cũng mang khí thế của người mặt trận 479 giữ biên giới Tây Nam Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả năm xưa. Hồi trước khi dừng lời, xin chúc các đồng chí và gia đình và các vị đại biểu sang năm mới 2024 này gia đình đầy dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời bác Miều là người lính năm nay đã 82 tuổi tham gia ở mặt trận 479 Campuchia và chiến đấu giải phóng Campuchia. Về với đời thường và hội năm nay là hoạt động bác tham gia cùng hoạt động với hội đồng của cựu chiến binh sư đoàn 38 huyện Kiến Thụy, nên chúng tôi xin mời bác dành thời gian chút phút tâm sự với anh em. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa toàn thể các đồng chí trong ban liên lạc hội mặt trận như vậy tôi là người duy nhất mà được mời họp vào hội nghị hôm nay, thì cũng xin phát biểu với hội nghị chúng ta có mấy vấn đề như sau. Một đấy là tôi như vậy đấy là nhập ngũ năm 1965 về hưu như vậy mùng 1 tháng 1 năm 88, như thế là cả nếu đời quân ngũ là suốt 23 năm, như vậy đó là đi lính và cho đến khi về vẫn là người lính, báo cáo các đồng chí như thế. Thế còn là qua đây thì tôi xin nói thêm về vấn đề là tôi biết ngay là cái phóng sự này là không có đơn vị tôi, vì như vậy tất cả đây là toàn bộ phía Bắc từ sông Mekong trở ra, còn đúng phía Nam và phía Tây là do đơn vị chúng tôi đảm nhiệm, mà tôi biết ngay là cái phóng sự này cũng có. Thì tôi xin nói rõ với công chí chúng ta thế này này, tôi thì ở lữ đoàn 126, lữ đoàn 126 suốt từ như vậy là tháng 10, tháng 11 là chúng tôi đã có mặt ở đảo Phú Quốc, chuẩn bị diễn tập như vậy
là để làm nhiệm vụ ở quốc tế, nhưng mà bây giờ chưa giao nhiệm vụ thẻ. Nhưng mà khi giao nhiệm vụ thẻ thì đúng 0 giờ ngày 1 tháng 1 năm 79 thì chúng tôi mới được tấn công. Đấy. Nếu như các đồng chí đã xem một cái phóng sự ở phía Nam thì nó quá tuyệt vời. Như là nếu mà các đồng chí chúng ta nhìn đi, nó như là trận địa trên lửa mà năm 72 ta đánh với năm 20 vì tấn công toàn bộ vậy hải lực không quân gồm có quân khu năm và một số đơn vị trực thuộc, và trong đó có lữ đoàn của tôi. Thì báo cáo đồng chí này, đúng ngày 7 tháng 1 thì như vậy chúng tôi như vậy là chiếm được cả Kia. Sau đó xong rồi thì chúng tôi làm tiếp, điều động tiếp lên tỉnh Vũ Công, như cả đoạn đường chiến đấu của tôi như vậy trên 200 km, đấy là về mặt trận phía Nam. Thì thôi nói về nó cũng dài mà, thì tôi nói nhưng mà báo cáo thì cũng đau đớn, quân của tôi mất cũng khá nhiều, mà những các đồng chí bằng tuổi của tôi ngang cấp ngang chức của tôi về duy nhất của tôi được trọn vẹn, chứ còn toàn bộ thì nói các đồng chí thôi chúng ta biết rồi, chiến tranh mà đã chỉ thế. Thế sau đó về như vậy là một thời gian thì tôi được điều đi, cả tiểu đoàn tôi được điều ra như vậy làm nhiệm vụ ở quần đảo Trường Sa cho tới năm 1987. Thì báo cáo của chúng ta như vậy, tôi hôm nay mình được gặp mặt các chúng ta ở đây thì như vậy là trước hết là xin chúc mừng tất cả đồng đội chúng ta hôm nay có mặt ở đây, và chúc tất cả các bạn như thế là mạnh khỏe. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Phó Ban Liên lạc lên thông qua quy chế hoạt động của Ban Liên lạc trong thời gian tới. Báo cáo với anh em cựu chiến binh đơn vị mặt trận 479, thì là chúng ta thành lập cái này hơn 20 năm rồi. Trước là đồng chí Hiếu làm hội trưởng, đồng chí cũng là người chiến đấu Campuchia, một thương binh về, đồng chí quy tụ được các anh em. Nhưng cái thời gian nó còn ít, nó chưa quy tụ được nhiều. Nhưng sau khi Ban Liên lạc chúng tôi đã kết nối được với đồng chí Hải, trưởng Ban Liên lạc cựu chiến binh sư đoàn 308, thì mới tìm hiểu ra, mới kết nối được các xã, các phường. Thì trước chúng ta, cái ngày anh em chúng ta ra đi nhập ngũ thì nó đều là huyện, lúc là huyện An Thụy, là Kiến Thụy, Phú Mê An Áo. Thế nhưng mà sau khi đến bây giờ nó lại trở thành nhiều mà huyện Kiến Thụy, huyện A Lão, thì quận Dương Kinh, quận Đồ Sơn. Nhưng nhờ Ban Liên lạc cựu chiến binh sư đoàn 308 của Thi Hải làm trưởng ban và cũng là thành viên của chúng ta đã kết nối được anh em ta. Thế nên từ trước chúng ta làm tốt rồi, đồng chí Hiếu cũng soạn ra quy chế cụ thể rồi, nhưng nó cũng lâu năm rồi. Nhưng bây giờ để có quy chế cụ thể hoạt động của anh em ta đã làm tốt rồi, để làm tốt hơn nữa, Ban Liên lạc với tôi thì thông qua quy chế tổ chức hoạt động để duy trì hoạt động của Ban Liên lạc cựu chiến binh mặt trận 479 Campuchia, huyện Kiến Thụy, Dương Kinh, Đồ Sơn, thống nhất nề nếp thường trực Ban Liên lạc đề ra quy chế tổ chức hoạt động Ban Liên lạc như sau: tiêu chí và phương châm tổ chức hoạt động Ban Liên lạc cựu chiến binh mặt trận 479 chiến trường Campuchia là tổ chức hoạt động tình nghĩa, được quy tụ các đồng chí cựu chiến binh thuộc huyện Kiến Thụy cũ, gồm Kiến Thụy hiện nay, quận Dương Kinh và hai phường Minh Đức và Đức Đồ Sơn, đã tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu công tác tại Campuchia giai đoạn từ 1977 đến năm 1989 trên tinh thần tự nguyện, dân chủ, đoàn kết, đúng pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Cơ cấu tổ chức của Ban Liên lạc theo thường trực dự kiến là gồm 7 đồng chí, một đồng chí là trưởng ban, 3 đồng chí phó ban liên lạc, 3 đồng chí ủy viên thường trực, 1 đồng chí phó ban liên lạc kiêm thủ quỹ. Thì đấy là cái cơ cấu tổ chức hiện nay quy chế đề ra đấy. Thành viên ban liên lạc bao gồm tất cả các đồng chí hội viên. Những đồng chí hội viên ta thì bây giờ hiện nay là chúng ta là còn 14 đồng chí hội viên. Các hoạt động của ban liên lạc cái sau: hoạt động tình nghĩa, thăm hỏi ốm đau hoạn nạn, tứ thân phụ mẫu, vợ hoặc chồng hội viên ốm đau, tai nạn nằm bệnh viện từ tuyến huyện trở lên,
Thường trực Ban Liên lạc sẽ tổ chức đến thăm hỏi, động viên, có thể đến thăm tại bệnh viện hoặc sau khi các đồng chí thì khỏi rồi về gia đình thì đến thăm. Giá trị quà thăm hỏi thời điểm hiện tại là 200.000 trên một người. Đối tượng Ban Liên lạc tổ chức thăm một năm một lần. Về viếng tang tứ thân phụ mẫu, vợ hoặc chồng hội viên từ trần, thường trực Ban Liên lạc huy động đầy đủ các thành viên Ban Liên lạc đến chia buồn phúng viếng, gồm một vòng hoa và 300.000 trích từ tiền quỹ tình nghĩa của Ban Liên lạc của các thành viên đóng, và mỗi thành viên đi đóng 200.000 giúp đỡ hội viên khi có tang có thiếu. Những đồng chí không có mặt đi viếng được đều phải đóng 200.000 do thủ quỹ tạm ứng tiền của quỹ vốn ra sau tu nạn. Vòng hoa viếng mang dòng chữ Ban Liên lạc cựu chiến binh mặt trận 479, chiến trường Campuchia, huyện Kiến Thụy, Dương Kinh, Đồ Sơn. Khi viếng, mọi thành viên đều mặc quân phục và đeo huy hiệu cựu chiến binh. Hội viên hoặc ngày truyền thống, thường trực Ban Liên lạc hoặc một năm hai lần vào các dịp cuối tháng 6 và cuối tháng 11, tức là thường trực Ban Liên lạc. Nếu như ta nhất trí thì sẽ bầu 7 đồng chí đấy. Hoặc nội dung nhằm đánh giá hoạt động của Ban Liên lạc 6 tháng và cả năm, bàn kế hoạch gặp mặt truyền thống. Ban Liên lạc tổ chức gặp mặt truyền thống một năm một lần vào đúng ngày 7 tháng 1 là anh em chúng ta cùng với đại quân giải phóng Campuchia đánh tan tập đoàn quân Trung Quốc Kiêng Sơn Di thoát vào họ dân chủ. Khi họp thường trực Ban Liên lạc gặp mặt truyền thống, tất cả các thành viên Ban Liên lạc đều là quân phục. Thế thì bây giờ thành quy chế thì chúng ta mà nhất trí thì cả năm chúng ta phải đều mặc quân phục, vì hôm nay chúng ta cũng còn mấy đồng chí chưa mặc quân phục và đeo huy hiệu huân huy chương chỉ đề. Gây quỹ sử dụng, gây quỹ Ban Liên lạc sẽ huy động từ nguồn vốn đóng góp của tất cả các thành viên và nguồn tài trợ các tổ chức, các cá nhân trong và ngoài tổ chức của Ban Liên lạc. Mức đóng góp của hội viên do thường trực Ban Liên lạc quy định cụ thể hàng năm trên cơ sở đồng thuận của các thành viên, được sự nhất trí của các thành viên đấy, là mức đóng góp hiện nay là 200.000 trên đồng người và đóng vào dịp gặp mặt đầu năm. Gặp mặt đầu năm như vào ngày hôm nay 7 tháng 1 đấy là chúng ta sẽ đóng. Đấy là đóng vào cái mức quỹ thăm hỏi 200.000 đồng người. Đồng chí nào vắng thì nhờ đồng chí gần đó, đường xã, phường đóng đúng thời gian quy định. Quỹ sử dụng, quỹ Ban Liên lạc sử dụng vào các hoạt động sau: các hoạt động tình nghĩa, thăm hỏi, ốm đau, tai biến, trang trí, khánh tiết, văn nghệ, liên hoan ẩm thực và các buổi gặp mặt truyền thống hàng năm. Thường trực Ban Liên lạc sẽ quy định cụ thể phù hợp với giá thị trường. Những thành viên 2 năm liền mà không đóng quỹ tham gia và gặp mặt, không có lý do chính đáng, Ban Liên lạc không có trách nhiệm thăm hỏi, ốm đau, thăm viếng. Thế còn cái quỹ vào lễ ẩm thực đấy thì hàng năm nó phụ thuộc thị trường. Nhưng bây giờ là mỗi đồng chí ta chỉ đóng 150.000. Và rất khuyến khích những đồng chí nào có phu nhân đi hôm nay chỉ có một thôi. Báo cáo đồng chí là như thế. Về tổ chức thực hiện, quy chế này được phổ biến đến tất cả thành viên trong Ban Liên lạc thực hiện. Từ ngày 8 tháng 1 năm 2024, chúng ta bắt đầu thực hiện từ ngày mai. Mọi quy định trước đây không còn phù hợp được bỏ. Quá trình thực hiện quy chế, có điều gì cần bổ sung sửa đổi, thường trực Ban Liên lạc sẽ báo cáo trước toàn thể thành viên Ban Liên lạc vào ngày truyền thống hàng năm. Thay mặt Ban Liên lạc, đồng chí Nghiêm Danh Hùng, trưởng ban đại ký. Cái báo cáo của đồng chí như thế, đấy là quy chế đề ra đấy là 7 đồng chí. Thế này tí nữa chúng ta làm luôn để bầu các 7 đồng chí thường trực. Trước là chưa bầu chỉ một thành viên thôi, chứ đồng chí bảo cứ tưởng tôi là phó. Tí nữa bầu. Và tí nữa anh em có ý riêng để bầu cái thành viên Ban Liên lạc. Xin trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn đồng chí Dũng. Riêng cái phần bầu thì để chúng ta có cái chỉ đạo chung là hội ý tất cả ở các xã và chúng ta đề xuất để bầu ở các xã lên để chúng ta chọn.
và dự kiến sau đó chúng ta sẽ họp ban liên lạc trong thời gian tới. Báo cáo với các đồng chí đại biểu và thưa toàn thể các đồng chí vừa nghe toàn bộ quy chế. Quy chế này là định hướng thay cho quy chế cũ trước đây. Và trong cái hoạt động chúng ta có một việc là cái quy định đóng quỹ hàng năm là 200.000. Cái quỹ này là quỹ tình nghĩa hoạt động để thăm hỏi ốm đau tăng viếng tứ thân phụ mẫu, vợ đồng đội và bản thân chúng ta không may do bệnh tình mà quá cố thì chúng ta sẽ tổ chức cái việc đó. Còn riêng những cái liên hoan vào ngày mùng 7 tháng 1 hàng năm gặp mặt kỷ niệm ngày truyền thống giải phóng Campuchia, chúng ta sẽ căn cứ vào tình hình thực tế của trong từng thời điểm của giá cả thị trường để chúng ta quy định. Và đặc biệt là những năm kỷ niệm năm tròn như 45, 55, 55 năm, nếu các đồng chí chúng ta vẫn là giữ được cái đội hình thì chúng ta sẽ bằng cách là những cái ngày đó chúng ta có thể là hội tụ đóng để hỗ trợ một phần nữa để cho chúng ta là tổ chức các cái hoạt động như ngày hôm nay. Báo cáo với các đồng chí là như thế. Riêng cái việc mà đồng chí Dũng đã triển khai là chúng tôi cũng sẽ đề nghị là các chi hội chúng ta sẽ là thực hiện. Nhưng riêng có một cái điều như thế này, hiện nay đến trong cái thời điểm trước đây một ngày là tất cả chỉ còn có 16 đồng chí, 2 đồng chí nữ và 14 đồng chí nam. Trong đó có đồng chí Minh và tôi. Thực ra là tôi cũng tăng ra chiến đấu ở Campuchia một ngày nào, nhưng mà dẫn quân vào biên giới Tây Nam bàn giao xong được quy hoạch khung quay ta. Như đồng chí Minh ở cục tình báo thì về với Campuchia và làm nhiệm vụ ở đó rất nhiều sau khi đã giải phóng Campuchia vẫn ở đó. Đặc biệt là các đồng chí trực tiếp tham gia chiến đấu, bây giờ chúng ta hội tụ chắc chắn sẽ còn một số các đồng chí mà chúng ta mà chưa hội tụ được. Thì chúng tôi đề nghị là hôm nay với tinh thần tự nguyện thì các đồng chí chúng ta sẽ đăng ký tham gia và ban liên lạc sẽ báo cáo với này là thành hội của Hội Hữu nghị Việt Nam Lào và Campuchia của thành phố để chúng ta tổ chức cái này cho chú đáo. Đề nghị với các đồng chí là hôm nay cái số cũ chúng ta đã là thành viên của hội rồi, thì đề nghị các đồng chí số mới là các đồng chí tham gia, mà nếu như bắt đầu hôm nay nữa thì là tổng số chúng ta là 39 đồng chí, nhưng trong đó có 16 đồng chí, còn lại là 23 đồng chí ở các xã phường và chúng tôi đã kết nối được. Riêng ở đoàn xã có 3 đồng chí, thì một đồng chí đi cùng đồng chí Dũng và đồng chí Tâm. Đồng chí Tâm thì là nhập ngũ với chúng tôi một ngày, vào trong đó thì đồng chí lại làm nhiệm vụ tiếp quay ra phía Bắc, là được là Bộ Quốc phòng người điều quân ra phía Bắc để làm nhiệm vụ ở phía Bắc. Thì đồng chí Tâm hiện nay là hôm nay cũng về được. Và đặc biệt là đồng chí Ngô Đăng Phạm là nhập ngũ sau anh em của tháng 10 đời 6, nhưng mà là người học lái xe xong bắt đầu là được điều động là vào chiến trường Campuchia luôn, và đồng chí tham gia chiến đấu trong đó thì cũng bị thương là cụt mất một chân. Đồng chí Đông ở Tân Trào cũng là hai đồng chí là thương binh và một các đồng chí là thương binh, và các đồng chí chúng ta đã tham gia mặt trận 479 thì đề nghị với các đồng chí là chúng ta kết nối tình cảm ở cái tuổi này rồi, chúng ta hội tụ anh em để nhớ về nhau đồng đội những năm tháng ở chiến trường. Rất mong các đồng chí là chúng ta giữ gìn phát huy truyền thống của đội ủng hộ và chúng ta kết nối để tham gia vào là hội là ban liên lạc cựu chiến binh mặt trận 479 Campuchia. Xin đề nghị các đồng chí chúng ta đổ một tràng pháo tay để đón nhận các đồng chí mới. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Phạm Lương Minh là phó ban liên lạc của thành phố Hải Phòng và cũng kiêm phó ban liên lạc của huyện Kiến Thụy của sư đoàn 38 và là người rất tâm huyết với các hoạt động, đặc biệt là thành viên của ban liên lạc truyền thống cựu chiến binh mặt trận 479 Campuchia nên phát biểu với chúng ta hôm nay. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể các đồng chí, trước tiên thay mặt cho ban liên lạc cựu chiến binh sư đoàn 38 thành phố Hải Phòng và huyện Kiến Thụy, xin có lời kính chúc sức khỏe các đồng chí và gia đình luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Kính thưa các đồng chí, vừa rồi ban tổ chức đồng chí Hải có giới thiệu tôi là đại diện cho ban liên lạc cựu chiến binh sư đoàn 38 thành phố Hải Phòng lên phát biểu.
thì có lẽ các đồng chí là đại biểu thì một số đồng chí là cũng chưa hiểu. Thế thì cựu chiến binh sư đoàn 308 của thành phố Hải Phòng, cái gì có liên quan gì mình đến cái ban liên lạc này không? Ban liên lạc cựu chiến binh mặt trận 479. Thì xin thưa với các quý vị đại biểu và các đồng chí như thế này, cái ban liên lạc là cựu chiến binh của mặt trận 479 của huyện Kiến Thụy này là thành lập trên cơ sở là quy tụ những đồng chí nhập ngũ tháng 10 năm 76 vào sư đoàn 308. Sau đó năm 77, 78 thì một bộ phận các đồng chí ngồi đây được điều vào bổ sung cho mặt trận Campuchia để giải phóng Campuchia. Đấy. Chứ còn trong cái ban liên lạc này chưa có đối tượng nào ngoài cái tháng 10, 76 của sư đoàn 308 cả. Thì vừa rồi thì có một số ý kiến thì tới nay cái ban liên lạc này có thể mở rộng ra không? Mở rộng các đối tượng là không cùng nhập ngũ tháng 10, 76 và cũng không phải là người là lính của sư đoàn 308. Thì trường hợp như Bác Miều đây và anh Phạm đây. Đấy. Thì cái đấy các đồng chí trong ban liên lạc, thường trực ban liên lạc, các đồng chí xem nghiên cứu. Đấy. Thì đấy là tôi nói lý do tại sao để tôi được giới thiệu lên thay mặt cho ban chủ chiến binh ở sư đoàn 38 lên phát biểu. Thế còn vừa rồi thì nghe các đồng chí báo cáo đi là tập quy chế. Đấy. Thì tôi thấy là cái ban liên lạc này cũng có bề dày rồi đấy, hơn 20 năm rồi. Nhưng ở đây các đồng chí là nhiều đồng chí là chưa biết cái ban liên lạc này. Thế là trong một lần gặp mặt cựu chiến binh ở cái ban liên lạc cựu chiến binh sư đoàn 308 của huyện Kiến Thụy, thì đồng chí Nghiêm Danh Hưng với đồng chí Dũng đây mới hé lộ ra một cái thông tin như thế này. Các đồng chí đã có thành lập cái ban này là cách đây hơn 20 năm. Thì tôi với anh Hải lập tức là tư vấn cho các đồng chí. Bây giờ là phải quy tụ anh em ạ. Trước mắt là quy tụ tất cả những đồng chí là cựu chiến binh của sư đoàn 308 nhập ngũ tháng 10, 76 để vào ban liên lạc này. Còn các thành phần khác là mình sẽ tính sau. Đấy. Thì trong cái buổi gặp mặt hôm nay thì chúng tôi tư vấn cho chú anh Hưng và anh Hải mời tất cả các đồng chí nhập ngũ tháng 10, 76 ở huyện Kiến Thụy cũ. Đấy. Bao gồm cả Kiến Thụy hiện nay, Dương Vinh và hai cái xã, hai cái phường của Đồ Sơn, Minh Đức và Hồng Đức đến có mặt ở đây để các đồng chí biết rằng là những cái năm tháng của các đồng chí cùng chiến hào với đồng chí Nghiêm Thanh Hưng và đồng chí Dũng là đã có hình thành làm một cái ban liên lạc rồi. Đấy. Thì vừa rồi thì các đồng chí xem cái ban và qua nghiên cứu về lịch sử cái cuộc chiến này thì tôi cảm nhận là cái cuộc chiến này, giải phóng Campuchia này là một cái cuộc chiến rất khốc liệt, anh em mình hy sinh rất nhiều. Đấy. Ví dụ như là chỗ Bắc Miều một lữ đoàn 126 qua tìm hiểu tôi thấy cả một cái lữ đoàn xa này không may mắn đánh ở cái xe đó bị xa này coi như là thương vong rất lớn. Và ngay ở cái xã tôi đó, cái nhập ngũ tháng 10, 16 có 4 anh em bổ sung xã đợt, 4 anh em bổ sung vào trong Campuchia, gồm có đồng chí Hoàng Đình Nấu, đồng chí Bùi Như Ý, đồng chí Đặng Văn Đường và đồng chí Thủy. Thì một đồng chí hy sinh ngay, đồng chí Hoàng Đình Nấu hy sinh và đồng chí Thủy bị thương. Hiện nay còn hai đồng chí ngồi đây, đồng chí Ý và đồng chí Đường. Đấy. Và kết hợp với cái băng vừa rồi chúng tôi thấy là cái cuộc chiến là rất khốc liệt. Đấy. Mà cái cuộc chiến khốc liệt đó thì các đồng chí đã từng tham gia. Các đồng chí sau khi xem cái băng này tôi dám chắc là nhiều đồng chí cảm xúc dâng trào lên, gợi nhớ được cái thời oanh liệt của mình đã từng tham gia để giải phóng Campuchia. Đấy.
gợi nhớ. Bây giờ tất cả những cái kỷ niệm thời các đồng chí trận mạc ở chiến trường này thì các đồng chí mà tái hiện lại hết, nhớ về đồng đội. Thế thì không có lý do gì là các đồng chí là không kết nối với nhau để vào cái bàn như này. Đấy. Thế thì trong cái buổi gặp mặt hôm nay với tư cách là phó ban liên lạc cựu chiến binh của sư đoàn 308 và phó ban liên lạc cựu chiến binh sư đoàn 308 của Hải Phòng và Tiên Vinh, tôi kêu gọi các đồng chí trước tiên là các đồng chí nhập ngũ tháng 17/6 vào sư đoàn 308 được bổ sung vào chiến trường Campuchia mà chưa tham gia vào cái ban liên lạc này. Ban liên lạc hiện nay chỉ có 16 người thôi. Thì các đồng chí sau cái cuộc này thì các đồng chí kết nối với đồng chí Hưng và đồng chí Dũng để làm sao mà chúng ta gắn kết với nhau để ôn lại những cái một thời oanh liệt của chúng ta. Đấy. Những cái chuyện này đáng nhớ đó, những người lính chiến thì đáng nhớ đó. Thế nên là các đồng chí cố gắng kết nối với tư cách tôi kêu gọi các đồng chí. Cuối cùng là trước khi dừng lời thì cũng xin thay mặt cho ban liên lạc cựu chiến binh sư đoàn 308 của thành phố Hải Phòng và Kiến Thụy xin chúc sức khỏe các đồng chí và chúc gia đình các đồng chí luôn hạnh phúc và chúc cho buổi gặp mặt chúng ta thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn. Kính thưa các đồng chí đại biểu, các vị khách quý, thưa toàn thể các đồng chí, hôm nay chúng ta gặp mặt kỷ niệm 45 năm ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot ngày 7 tháng 1 năm 1979, ngày 7 tháng 1 năm 2024. Trang sử vẻ vang của hai dân tộc, anh em các thế hệ tham gia làm nhiệm vụ quốc tế chiến đấu tại mặt trận 479 chiến trường Campuchia, năm đó mái tóc vẫn trẻ xanh, hôm nay gặp lại nhau đầu đã bạc, nhưng tinh thần bộ đội Cụ Hồ của anh lính năm xưa, khí thế vẫn còn hào hùng, vẫn còn trẻ mãi. Kính thưa các đồng chí đại biểu, thay mặt cho ban liên lạc mặt trận 479 Campuchia, người làm công tác tổ chức xin chân thành cảm ơn ban liên lạc cựu chiến binh sư đoàn 308 quân tiên phong của thành phố Hải Phòng. Xin cảm ơn Ủy ban nhân dân xã Đoàn Xá, Hội cựu chiến binh xã, cấp ủy chi bộ và chi hội cựu chiến binh thôn Đắc Đồng 1, lãnh đạo chỉ huy đồn biên phòng Đoàn Xá, ban liên lạc cựu chiến binh sư đoàn 308 huyện Kiến Thụy, Hội hữu nghị Việt Nam Lào huyện Kiến Thụy và các đại biểu, các đồng chí là thành viên của ban liên lạc cựu chiến binh sư đoàn 308 huyện Kiến Thụy đã về dự buổi gặp mặt truyền thống, đã có hoa và quà mừng cho buổi gặp mặt truyền thống của chúng tôi hôm nay. Xin ghi nhận sự quan tâm sâu sắc của các đồng chí, những nội dung ý kiến phát biểu của đồng chí Phạm Lương Minh và các ý kiến đã tham gia phát biểu tâm tư nguyện vọng của mình trong những năm tháng chiến đấu ở Campuchia. Chúng tôi sẽ kết nối ngày một đầy đặn hơn. Xin hứa và ghi với các đồng chí, chúng tôi sẽ luôn luôn gương mẫu trong mọi hoạt động của địa phương và cộng đồng, giáo dục con cháu, xây dựng tốt đời sống văn hóa, khu dân cư, chấp hành nghiêm mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước. Thực hiện tốt phong trào xây dựng nông thôn mới, động viên nhau luôn giữ vững và phát huy tốt truyền thống tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ. Xin cảm ơn các ca sĩ của đội văn nghệ Hội hữu nghị Việt Nam Lào huyện Kiến Thụy đã góp phần tạo ra không khí vui tươi phấn khởi và tràn đầy tình cảm của buổi gặp mặt truyền thống này. Xin cảm ơn gia đình anh Ngô Đăng Thắng đã tận tình giúp đỡ chúng tôi về địa điểm, trang trí khánh tiết, phục vụ ẩm thực lễ tân thêm phần long trọng. Xin cảm ơn các đồng chí đồng đội cựu chiến binh mặt trận 479 Campuchia huyện Kiến Thụy và phu nhân của các đồng chí cùng về dự buổi gặp mặt truyền thống đông đủ này đã chung tay góp phần tích cực giúp chúng tôi cả về vật chất và tinh thần tổ chức buổi gặp mặt truyền thống thành công tốt đẹp. Nhân dịp chuẩn bị bước sang năm mới, năm Giáp Dần, xin kính chúc các vị đại biểu cùng các đồng chí đồng đội và các chị em mạnh khỏe, vạn sự như ý, thành công và hạnh phúc. Hẹn gặp lại anh em đồng đội, đồng chí, kết nối lan tỏa được đông đủ hơn trong những lần gặp mặt sau. Xin bế mạc buổi gặp mặt, xin chân thành cảm ơn các đồng chí.